Những ngày này, doanh nghiệp ngành gỗ cả nước đang rất quan tâm đến việc thị trường châu Âu đang áp dụng kiểm tra chứng chỉ FLEX khi nhập các sản phẩm gỗ của các nước từ tháng 3 năm 2013. Chính phủ cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện đang trong quá trình đàm phán để doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam được cấp phép FLEX này. Đây cũng là lý do của buổi diễn đàn đối thoại chính sách phát triển ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ bền vững tại Việt Nam được tổ chức sáng ngày 29 tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi hội thảo, ông Võ Đại Hải, Phó Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Chính phủ Việt Nam hiện đang tham gia đàm phán Hiệp hội Đối tác Tự nguyện VBA với Liên minh châu Âu trong khuôn khổ của sáng kiến chương trình thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản, thường gọi tắt là FLETI. Quá trình đàm phán tập trung vào 3 vấn đề cơ bản. Thứ nhất là định nghĩa gỗ hợp pháp, thứ hai là hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ trong chuỗi cung, cuối cùng là giám sát độc lập đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các bên tham gia chuỗi cung. Tuy vậy, quy chế của Liên minh châu Âu đã chính thức áp dụng từ ngày 3 tháng 3 năm 2013. Trong khi đó, thời điểm này Việt Nam và EU vẫn đang trong quá trình thương thảo để đến cuối năm 2013 mới ký được hiệp định VBA, và sau đó cũng cần một khoảng thời gian nữa mới xem xét cấp giấy phép FLETI. Điều này gây nhiều lo lắng cho doanh nghiệp khi xuất khẩu gỗ vào thị trường EU trong năm nay. Trước thực tế này, ông Võ Đại Hải cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ trong nước. Dự kiến là chúng tôi sẽ đàm phán, tổ chức đàm phán cấp cao phiên thứ tư, cũng là phiên cuối cùng, là dự kiến sẽ triển khai vào khoảng tháng 5 cho tới tháng 7, và cái kết thúc đàm phán thì chúng tôi dự kiến là khoảng tháng 10 năm nay để có thể ký tắt, và sau đó rồi để cho các cái nhà lãnh đạo cấp cao để có thể ký được cái hiệp định này. Trong quá trình đàm phán, nhà kinh doanh, nhà xuất khẩu sẽ thực hiện trách nhiệm giải trình khi đưa gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường EU.